lên, thắt lên. Lên về. Rồi rồi rồi. Ồ, con đường này rất là dài các bạn ơi. Căng vậy. Cái đường này đi chân không cũng nghe muốn chân trơn nè. Dạ. Ồ, cái đường đi không cũng muốn chân trơn nè. Ở dưới là cọc thôi. Ít rộng, ít rộng. Tưởng là cái gì. Tưởng là con khỉ. Ôi trời mất. Rồi tiếp tục hành trình các bạn ơi. Cái gì không? Không được đi rồi. Em lên mình bạn trước nha. Rồi rồi không có gì đi. Rồi 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 thôi. Rồi rồi. Lên luôn. Cậu em tụt xuống đi để mình bọn lên cho cũng được. Đi đường theo đường nhựa này lên là tái phải không? Rồi 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 tới rồi. Rồi. Này là ngoài sự cố. Sự cố. Rồi, anh này. Rất tức cực các bạn ơi. Mặc dù hết xăng cũng không bỏ cuộc. Anh tụt xuống đây để em lên được rồi. Ơi, à, không có gì. Thôi được rồi. Được, anh tụt xuống đây. Lên. Đây hết dốc rồi. Hết dốc rồi nè. Trên này có bán xăng mà anh? Không có hả?